chương trình chào washington và thanh trúc xin kính chào quý vị thưa quý vị hôm nay trong chương trình đặc biệt này chúng tôi hân hạnh được đón tiếp một khuôn mặt quen thuộc thường đến với những chương trình do thanh trúc thực hiện đó là học giả đỗ thông minh đến từ tokyo nhật bản thanh trúc xin kính chào anh đỗ thông minh ạ à. Vâng, Đô Thông Minh xin chào chị Thanh Trúc và xin kính chào quý khán thính giả. Có lẽ đây là ít nhất là lần thứ 10 á, được nói chuyện với chị Thanh Trúc rồi đó. Là dạ không? vâng, trước hết Thanh Trúc muốn biết đã là ừ. cái chuyến đi mà đến Washington DC lần này của học giả Đô Thông Minh là có mục đích gì ạ? thì như là mọi chuyến đi thì mục đích là chia sẻ với đồng hương mình những cái uh, suy nghĩ những cái trăn trở những cái những cái chuyện mà mình nghiên cứu Thì ra nó cũng hai vấn đề như là chị đã trình bày chủ yếu là vấn đề tình hình thời sự và văn hóa thì hôm nay có lẽ lại nó là cái sự kết hợp vừa thời sự vừa văn hóa dạ yeah. yeah, vâng à, bây giờ nếu mà nói về à, thời sự là về văn hóa đó thì ừ. à, Thanh Trúc xin phép để được à, bắt đầu cái câu chuyện về à, văn hóa trước uh, yeah. kính thưa quý vị cũng như thưa học giả Đỗ Thông Minh mm. là um, thưa chắc có lẽ là uh, ông còn nhớ là từ hồi tháng uh, 9 năm 2017 đó thì uh, bỗng dưng có một cái ông gọi là phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền ở bên Việt Nam đưa ra một cái ý kiến gọi là cải cách tiếng Việt mm. ông nói rằng ông đã bỏ bao nhiêu chục năm để nghiên cứu và nó có vẻ cái cách của nó quái dị lắm yeah. thì là nó đã gây một cái làn sóng gọi là phẫn nộ À, và những cái cái phản ứng rất là gây gắt ở trong à, ở trong nước rồi lẫn ở ngoài nước nữa mà người ta vẫn lớn là người ta chế nhạo thì à. thưa lúc đó đó thì là thưa học giả Đỗ thông Minh lúc đó có phải là ông đang ở bên Nhật Bản vậy thì cái à. phản ứng của người Việt mình ở bên Nhật Bản là như thế nào ạ à, dạ vâng thì có lẽ là đầu tiên đó cái thông tin về những cái cái cải tiến chữ viết dạ. của ông Bùi Hiền được đưa ra trong một cái cuộc hội thảo chuyên đề ở tại Quy Nhơn vào dạ. tháng 9 tới nay là đúng một năm Thì ra mình năm, trở dạ. lại vấn đề nó cũng là rất là hay sau đó vào tháng 11 đó thì đài VVT3 của Việt Nam đã có một cuộc phỏng vấn ông thành ra trong đó, thì ông có nói là cái chữ Việt của mình viết nó có nhiều chỗ không hợp lý thành ra ông đề nghị gọi là cải tiến thì ông thí dụ rằng là người Việt mình thì đã lấy tiếng Bắc là gốc mà trong cái tiếng Bắc gốc này nó có những chữ thí dụ chữ cha là cha là ch che cha tra là tra thờ cha cứu chẳng hạn như vậy thì ông bảo rằng là đối với người Bắc thì hai cái phát âm giống nhau Đấy không, đối với người bắc đó, thì như vậy là tr với ch là bốn phụ âm ông bảo việc gì mà phải dùng tới bốn phụ âm là ông chủ trương dùng một phụ âm thôi đó. thì ông thay bằng chữ c tức là tr hay là ch đều chỉ một chữ c thôi thì ông nói như vậy là rút gọn được và tổng quát cả cái câu chuyện của ông đó, thì ông cho rằng sẽ bớt được tới 8% chữ viết đó là cái điều của ông đưa ra nhưng mà tôi thấy ngay cái điểm này đó tiếng bắc đó đồng ý một quốc gia nào cũng vậy thường thường người ta lấy tiếng thủ đô là cái nơi văn minh và đông đảo người nhất để làm chuẩn cho cả nước khi một người ngoại quốc người ta học tiếng việt nam thì thường thường người ta sẽ học tiếng bắc sau đó nếu có sức là học thêm tiếng trung và tiếng nam nhưng mà không có nghĩa là tiếng bắc đúng hết ví dụ như là tra với cha là phát âm người bắc giống nhau thứ hai s xì x phát âm cũng giống nhau trong khi đó người nam người ta phân biệt cái đó rất là rõ rất là kỹ thành ra cái phần nào thiếu sót của tiếng bắc mình vẫn phải dùng bổ sung của tiếng nam thí dụ vậy chứ không phải rằng là nói tiếng bắc chuẩn là 100% trăm bắc sai cũng cứ thế mà theo sai thành ra khi ông đưa ra cái đề nghị này thì nó lẫn lộn tra với cha là giống nhau hết mà không phải chữ đó không chứ chung chung ch với chung tr và nó, nó, nó xảy ra cái tình trạng bên việt nam mình là nhầm lẫn vô hình trung hay vô hình chung thì đa số người việt nam biết là vô hình chung là ch nhưng yeah. thực ra nó là tr yeah. thế là nó lại xảy ra một cái chuyện nữa là vô là không là phủ nhận hình chung người ta không hiểu là cái gì hết bây giờ người bắt một số người họ đổi thành hình dung tại vì chữ đó nó đi với nhau đó thì yeah. nó có những cái sai lạc như vậy nhưng cái điểm thứ hai tức là cái đó là cái tiền đề thứ nhất ông đưa ra cái tiền đề thứ hai ông cho rằng là có một số cái từ nó không diễn tả đúng với cái âm của nó hoặc là một âm mà tới lại hai chữ viết thí dụ ông nói chữ quốc quốc là quốc gia là quy với một quốc là chữ c thì ông nói ủa hai cái phát âm giống nhau tại sao lại lại một âm mà tới hai chữ viết khác nhau ông cũng đề nghị làm sao mà thống nhất thế thì trong khi ông đề nghị như vậy á, thì ông lại cố gắng đưa những cái cái, cái ký tự mà mình không dùng ví dụ w thí uh, dụ f thí dụ như là z vân vân thì bây giờ ép thì ông Thay thay PH Cái đó thì đã có một số người đề nghị Nhưng mà tới nay á Thực ra miền Bắc họ có nhiều cái đề nghị cải cách lắm Nhưng tới giờ chưa được thực hiện Nhưng mà thí dụ như bây giờ chữ W Ông Thay bằng NG chẳng hạn Vậy thì nó liên hệ với nhau về âm là cái chỗ nào Nó không có liên hệ gì với dạ, âm Và hết. hình như là nó hơi quái gì ở trong cái cách đọc nữa dạ, thưa, vâng. Nhưng mà mình chỉ nói rằng Cái ý nghĩa của cái việc này là như thế nào Vì sao mà lại uh, Có nên chăng Có nên chăng mà đã đổi như thế, như thế này? Dạ. Về cái vấn đề Cái tiếng Việt của mình á là phức tạp rất phức tạp về âm trong khi tiếng Nhật nó có khoảng 120 âm thôi, tiếng mình nó có thể trên dưới 15.000 âm. Thì yeah. chỉ tưởng tượng là phức tạp như thế nào. Có thể nói là không dám nói biết hết các ngôn ngữ nhưng mà nó thuộc hàng đầu về thế giới về vấn đề phức tạp về âm. Chính vì vậy khi các vị cố đạo Bồ Đào Nha sau đó các vị cố đạo Pháp cộng với những nhà trí thức Việt Nam phải 300 năm nó mới thành hình cái ngôn ngữ là tạm gọi, tạm gọi là hoàn chỉnh như bây giờ. Yeah. Tức là được 99,9%. Bởi vì thực ra ngôn ngữ nào cũng có irregular hết là bất quy tắc hết chứ có phải ngôn ngữ nào cũng đem một quy tắc ra rồi áp dụng là nó đi hết từ đầu chứ cuối đâu thế thì thành ra khi mà đưa cái vấn đề này đó chúng ta phải để ý là miền bắc á xưa giờ có rất nhiều cái đề án cải cách nhưng có một điểm quan trọng là hầu hết không thành công vì sao cái quan trọng nhất là cái quán tính của xã hội người ta quen rồi yeah. tại vì khi người ta quen đôi khi dùng sai nó vẫn là kể như là đúng bởi vì mọi người dùng nếu mình dùng đúng mà không ai dùng hết thì nó lại trở thành là yeah. phải không chăng nó, nó, nó cũng dùng. là một ít nhiều nó nó là cái sắc thái của một cái xã hội một cái nền yeah. văn hóa nữa dạ yeah. 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 như chúng ta biết rằng ngoài bắc họ là sùng bái ông hồ ghê lắm yeah. Yeah. thì cái cách viết của ông hồ nó có cái lối viết hơi giống như vậy à, ph ông biết F và ông dùng chữ z chẳng hạn Hay như thay chữ, chữ cách mệnh. G. ông làm cách, cách mạng thì chữ k đó thì và đã rất nhiều người tôn sùng và muốn đề nghị dùng cái đó mà chúng ta thấy đâu có dùng được đâu dạ, dạ. đó rồi thêm tới cái thời bà Nguyễn Thị Bình à, bà ấy chủ trương rằng là thống nhất y dài với y ngắn thì quý vị để ý một điểm như này trong cái chủ trương đó, đó cái nghị định bà Bình nó có ba điểm thứ nhất là khi nó đứng một mình ý kiến ý sĩ đó thì cho rằng là dài với ngắn thì dài đổi sang ngắn hết bởi vì phát âm nó giống nhau thứ hai là nó đứng sau một phụ âm chữ ly chữ ni chữ mỹ đó thì cũng đổi dài thành ý ngắn vì phát âm giống nhau nhưng khi nó đứng sau một nguyên âm thì không có đổi nhiều người không biết cái câu thứ ba này cho rằng là họ ngu quá họ đổi hết thì không đúng đâu họ cái sau một nguyên âm thí dụ như chữ may chữ mai là khác nhau chữ tay chữ tai chữ nay chữ nai và chữ thúy chữ thúy khác nhau không thể đổi như vậy thì cái đó không có thành ra nhưng mà mình không biết là mình ôm hết tất cả mình nói nó đổi hết thì không có đứng sau mươi làm thì không đổi thế nhưng mà cái điều đơn giản thôi y ngắn thành y dài thôi đó mà tới giờ đã trên 30 năm rồi yeah. vẫn chưa là xong nữa bây giờ quý vị đọc báo ở trong nước thông tin quý vị thấy cũng vẫn viết, viết, viết hai kiểu đó một chuyện đơn giản thôi có cái này của ông bùi hiền nó gần như là cải cách toàn diện thì nó xảy ra một cái điều nghịch lý là ở Việt Nam mình cái hạn mù chữ nó khoảng 5 tới 6%. Yeah. Người thành thị mà người, người kinh mình nói chung thì ít bị nhưng mà người sắc tộc vân vân thì họ bị mù chữ nhiều lắm thành ra vẫn là 5 6%. Thế thành ra bây giờ đó nếu mà đưa cái này ra đó, thì coi như tất cả mù chữ đúng không chị không biết đọc tôi cũng không biết đọc tức dạ. là ai cũng mùi chữ hết phải ai cũng phải học lại. đi học lại từ đầu đang cố gắng diệt nạn mùi chữ nó chỉ còn năm bây giờ nó thành một trăm linh ạ nó là thành một cái nạn nhưng mà qua quan sát phản ứng của ông bùi hiền trong vòng một năm qua thì chúng ta thấy như thế nào khi mà báo chí đưa lên cái vấn đề này và bắt đầu bị phản đối nó có hai cái một số là những người bình dân họ chửi có thi hơi bậy bạ nhưng mà cũng có rất nhiều người trí thức họ phân tích cái sai của ông Bùi Hiền thì chúng tôi thấy rằng là gần như ông không có trả lời nhất là những người trí thức phân tích cái sai yeah. chứ còn không phải là cái kiểu như bình dân người ta chửi bới thì ông cũng không có trả lời đó là chúng ta thấy rằng như vậy cái điểm thứ nữa là khi ông bị chửi quá như vậy thì ông nói ô tôi đâu đã định đưa lên đâu À, tôi còn đang hoàn chỉnh mà cái này là tại báo chí đưa lên thực ra ông đã phát biểu trong một cái hội nghị rồi người ta dựa vào đó người ta đứng trước đầu hành ta tới nhà ông ta lén ta lấy ta đưa lên mà ông nói ông nghiên cứu đã 40 năm rồi mà tới lúc công bố rồi ông vẫn còn nói chưa hoàn chỉnh và ông nói là tháng 3 sang năm tức là năm 2018 thì ông sẽ đưa nốt cái phần uh, nguyên âm nhưng mà mới tháng riêng cái ông lại đưa ra tức là ông nói nhưng mà ông lại nóng lòng quá ông lại đưa ra khi ông đưa ra tiếp á, thì ông lại sửa cái phần phụ âm trước đây một chút xíu đó ông lại sửa 40 năm ông nghiên cứu rồi giờ chót ông cứ đảo tới đảo lui như vậy rồi thêm một cái điểm quan trọng nữa là sau đó người ta lại tiếp tục phản đối ông thì ông nói tôi bây giờ tôi sẽ không nghiên cứu tiếng việt nữa tôi nghiên cứu qua tiếng nga ông vừa mới nói như vậy xong tới dịp tết mẫu tuất ông lại bắt đầu ông lại đưa vấn đề lên thành ra chúng tôi thấy rằng chính ông có vẻ lúng túng và bất nhất và ông vẫn còn ấm ức như thế nào đó trong khi đó thì có một số tin đồn rằng là đã có sách giáo khoa sử dụng cái chữ cải tiến của ông nhưng mà theo chúng tôi nhận xét thực ra người ta chỉ đưa lên một cái trang gọi là sách giáo khoa của lớp một thôi đó nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam họ cũng đã xác nhận rồi không có dự án cải cách mà không có sử dụng cái cải tiến của ông Bùi Hiền nhưng mà có lẽ người Việt Nam mình nhạy cảm quá cho rằng là lối phát âm này là ảnh hưởng của Hán vân vân và đây là âm mưu của người Hoa vân vân thành ra người ta tiếp tục phản đối nhưng mà tôi nhìn cái trang đó thì chúng tôi thấy có cái phần chữ đánh thêm vô và nó chỉ có một trang thành ra nó không phải là một cái cái sản phẩm thật nó không phải là sách giáo khoa bởi vì sách giáo khoa đó thứ nhất phải qua bộ giáo dục thứ hai là đầu đến khóa in chứ không phải là nói một cái đùng như ra sách giáo khoa giữa trường để bán cho ai xem nha à, chúng tôi thấy cái trang đó, đó nó chỉ có một trang thôi thành ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên mà bình tĩnh một chút xíu khi mà video đó mà quay cuộc sống của ông Bùi Hiền tôi thấy ông sống một mình vợ con ông ở Âu Châu mà cái chuyện sống một mình này đó rất dễ bị suy nghĩ thiệt lệch và có khi ít nhiều là bất bình thường nhưng mà ở đây chúng ta nhìn một cách khách quan thì Thưa học giả đồ thông minh à, Thanh Trúc xin phép để được ừ. à, à, tạm ngưng Câu chuyện nóng này vâng, ở đây vâng, vâng. À, Để rồi chúng ta lại sẽ tiếp tục trong vâng, cái chương trình tới Dạ vâng, xin à, kính chào quý khán giả dạ, Và chào chị Thanh Trúc